Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Hello xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Thì hôm nay team của tụi mình có một chuyến đi, đó là đi làm ở Tân Lập ở Long An. Thì hành trình của tụi mình đi đó là quốc lộ 1A, sau đó tụi mình qua N2 và tụi mình tiến thẳng về quốc lộ 62. Rồi trên quốc lộ 62 là tụi mình đã tới cái làng ở Tân Lập. Cảm ơn mình nha. Em sẽ dẫn tới tỉnh lộ 10 rồi sau đó em sẽ anh Phương dẫn nha. Còn anh Phương cứ chạy thẳng thôi. Tính ra xe em chưa đổ xăng sáng giờ luôn. Và mình cũng xin lỗi các bạn, tại vì trong cái hành trình của mình á, thì tụi mình hay dùng cả đô để nói chuyện với nhau á. Đôi khi nó có những cái câu chuyện ở ngoài lề thì mình không có thể nào mà mình tự chuyện với lóc cho mọi người nghe được. Cũng sorry mọi người nhé. Nhà em là đi về miền Tây xuống anh Phương à, chạy ra đây cái rồi phải là lên chuẩn bị lên cao tốc liền luôn. Dạ được anh, đó là đường Nhi Đồng thành phố đó. Để phải luôn nha mọi người. Dạ đúng rồi, quốc lộ là đi thẳng bên kia. Vậy là anh đáng chờ mình ở trên đó khúc nào anh Phương ha? À Đức Hòa, vậy là chờ cái chỗ ngã ba Đức Hòa đó. Dạ. Sáu thì cũng khá lâu, đâu đó cỡ một tháng mấy, gần hai tháng trời á, thì anh Sáu không có đi tour. Thì đợt này thì có anh Sáu thì mấy chung mấy anh em trong đoàn cũng vui, cũng vui khi có anh Sáu trở lại với mọi người. À quên kể mọi người, anh Sáu mới dứt cây phục cỡ mười mấy triệu á, cây phục Olin chạy phê lắm, chạy đã cũng ghiền để đá phấn đấu dứt cái theo ảnh. Đa chuẩn bị cho mọi người nhúng này đó, hay một nhúng đã không đó, đã không em lắm, em lắm quý vị. Cái hàng đúng là mười mấy triệu coi khác liền, gắn lên chiếc xe chạy phê. À mọi người có thấy cái đặc biệt gì của anh Sáu không? Anh chơi GP, anh mới dứt cái thùng GP như sao đó, đó mọi người thấy không, cái thùng đó là cái thùng GP. Thì cũng vui, nhưng mà khác như mình thì mình trẻ mà, mình không thích. Nhưng mà cũng thùng, nhưng mà cái đối với mình thì mình thấy gắt một thùng GP đó sao sao á. Nhưng mà thôi mỗi người, nhưng mà thật sự thì mình thấy rất là tiện dụng. Cũng được, nói chung là cũng không gì, nhưng mà đối với mình sẽ không gắt. Thấy kỳ kỳ thôi, nhưng bù lại thì nó tiện thật. Cũng được, cũng hay. Dạ không anh, đây vẫn là gọi là Trần Nhân Chào á, nhưng mà qua cái cầu là thành tỉnh lộ 10 rồi. À, cái cầu sáng là nó là ranh giới giữa Long An với lại Bình Chánh mình á. À, rất là đông rồi, nhưng mà trên tên đường là vẫn là đường tỉnh lộ 10. Anh chạy chút xíu nữa là tới anh Đáng rồi đó. Đâu khu này em biết mà, em đâu có cần chạy định vị. À chưa, vậy là em chưa biết. Không, vậy là anh Đáng đứng ngay chỗ ngã ba Đức Hòa là cuối con đường này luôn.
Có nghĩa là anh Đáng sẽ đứng ở cuối con đường này luôn, anh cứ chạy thẳng hoài là sẽ gặp anh Đáng. Đúng rồi, ngã ba anh. Dạ, dạ đúng rồi. Nhưng mà anh Đáng sẽ chờ mình ở khúc dưới vẫn là Đức Hòa. Qua rồi anh. Không, Phật Cô Đơn là cái chỗ mà anh công an giao thông hồi nãy á. Chưa, chờ anh Sáu đi vệ sinh cái. Anh Sáu lên xe luôn, anh Sáu ơi. Cái nữa, hai cái. Chị... hai tay đó hả? Có áo hả? Đó, đâu có đâu. Hải nói gì Hải? Hết pin rồi. Rồi rồi. Lên xe anh, lên xe. Chờ anh Phương nha, chờ xíu anh Sơn còn mang nón. Cà đô lên hết chưa? Được chị, nghe quá rõ luôn. Nổ máy luôn, sáu rồi cho nóng máy luôn. Từ từ Phương ơi, hôn lại, chờ xíu anh ơi. Anh ly cà phê 15.000, tô thì 50. Từ từ Trang ơi. Giờ thì không ngon nhưng mà cũng tạm được thôi. Ra hết chưa anh Đông chút? Anh Đông ơi, rồi ai vị trí nào vị trí đó nha, ý là ai chạy sau lưng ai thì chạy vị trí đó luôn, không vượt gì hết. À lúc này tôi vượt lên thì thường thường là vị trí của mọi người sẽ không có được vượt nhau, nhưng mà do tôi là tôi chạy libero á thì cái vai trò của tôi là tôi xin đường, tôi không có chặn mà tôi xin thôi. Thì những cái trường hợp gì mà đội tới đoàn tôi sẽ báo đoàn, mà ví dụ như đoàn tôi sắp lên trên cầu nè thì tôi phải vượt lên trên để cái tầm nhìn của tôi có. Có gì á, dụ như có những cái xe nào lấn làn cái gì tôi sẽ báo được với lại những cái đồng đội chạy phía sau lưng tôi. Đó, nhưng mọi người thấy không, khi chạy lên thì sẽ nhìn được trước mọi người hơn. Cho nên là những cái người chạy phía sau tôi á thì họ sẽ được an toàn. Họ không có bị những cái tình huống nguy hiểm khi mà thiếu tầm nhìn, vì có tôi lao lại. Và qua cái cầu này là tụi tôi sẽ lên được quốc lộ N2, mà nói chứng với mọi người nha. Cái đường quốc lộ N2 nó xấu kinh khủng luôn, nó ghê lắm. Thật sự nó rất là ghê. Cho nên những ông nào hay là anh nào mà tính đi tour miền Tây á thì nghe tôi khuyên chân thành luôn là đi quốc lộ 1A đi, đừng đi N2. Tại vì đường này hai nó xấu lắm, nó gặp gần đến hư luôn rồi. Đi mà rụng người luôn á. Nên mấy anh em mốt sẽ đi quốc lộ nha, đừng có 20 qua N2 giống tôi. Về là hư phục luôn á. Đó, thì đây tụi đang chạy trên đường N2 này. Mà đặc biệt cái này rất là đẹp, là trên đường đi mà nó có những cái cây, những cái vòng cây á, mà đi ngang qua nó rất là đã. Dạ. Nhìn view thì cũng đẹp, thật sự mình thích. Nhưng mà mọi người để ý không, thấy cái ni lông của mình nó rung. Tại vì cái mặt đường của nó gồ ghê mà. Xe trong cái họ chạy rồi cái những cái gờ cầu này, nó nhấp nhô chạy phục, mà nói chung là chạy vô đường này á, phục của mọi người sẽ chạy hết công sức luôn á, mà mình thấy sót luôn á, nó cứ rung cái xe trong nó đi miết mà nó phá kinh khủng. Mà chạy nhanh thì cũng không được, mà chạy chậm thì cũng không được, thì chạy nhanh thì nguy hiểm, chạy chậm thì nó lại tốn xăng đó. Thành ra là phải giữ tốc độ đều ở 60-80. Nói chung là đường N2 nó tệ lắm, nó không bằng quốc lộ 1A của mình đâu, nó chán lắm, mình thấy nguy hiểm nó nhỏ vậy. Qua đường chống xe phía trước mọi người. Đó, mọi người chúng mình xem cái mặt đường kìa, nó lõm lên nó lồi xuống cái đường sóng trâu rất là nhiều. Đôi khi trên đường nó còn có những cái ô gà nhỏ nữa.
cái đầu của mình nó rung luôn, tôi mình tê tay luôn, tôi khó chịu lắm, nói chung là mình sợ đó, mình sẽ ghét đó. Quốc lộ N2 à, chứ mà kêu mà ai có đi đâu đủ tôi vô N2 tôi không đi đâu nha, tôi nói trước với lại cái này đó. Nói chung là xấu lắm, thì các bạn đừng đi về nhé, đi vô là hơi phục á. Từ từ nè anh Đáng. Xíu nữa thôi, đâu đó cỡ 1 cây số nữa hay 2 cây, ở như gần 2 cây nữa là tụi mình sẽ tới làng nổi Tân Lập. Và nói chung đường quốc lộ N2 với lại 62 nó cũng như nhau, như con ngựa chạy cái tưng 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 tưng. Đó thôi, ok anh em theo mình nha, để đi đến làng nổi Tân Lập tại Long An. Let's go. Đó và làng nổi Tân Lập nè, ở bên tay phải của mình nè, nó mọi người bên tay phải là sẽ thấy cái làng nổi Tân Lập. Và trước đó sẽ có một cái cổng chào. Cổng chào bằng gỗ khá là đẹp, khá là to lắm, nói chung rất là nổi. Đây là làng nổi Tân Lập. Đến nơi rồi. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Cái chân em đang đau, cái nó không có lực. Để vậy chú? Nón. Không nón thì con để đang đây đem theo luôn. Đem theo luôn phải không? À. Rồi tắt hết kẹt đô nha. Tắt hết kẹt đô để tiết kiệm pin nha. Rồi đã tới Tân làng nổi Tân Lập.
Anh Sơn lên sóng truyền hình luôn. Lên sóng truyền hình liền. 4 là đi cáp kéo, còn 3 là đi vỏ lãi. Đó, nó vậy thôi à, nó như nhau à. Nhưng mà thí dụ muốn đi vỏ lãi hay đi cáp kéo thôi. Đi vỏ lãi. Đi vỏ lãi đã hơn anh ơi. Tôi muốn đi, tôi muốn đi nhỏ này nè. À. Còn sức cái đó 1, 2, 3 còn hả? Sức không chèo nữa. Có người chèo giùm luôn. 3 chủ đúng không anh? 1, 2, 4. À. 1 nè là 3, 4 nè. 1, 2, 3. Bây giờ nè, tôi sẽ là trao giải thưởng cho ai? Tôi sẽ nói với liên hệ với khu du lịch này. Chạy hạt lay trên con đường này với tốc độ 30. Đường này giải nhất, giải nhất là gì ta? Lớn lớn gì vậy? Còn giải dưới 1 tỷ đồng. À. Còn về giải bét là rinh cái xe cẩu cẩu hạt lay về. Đó, tôi chạy đường này là 30 cây thôi, 30 km giờ. À, giải rớt, giải rớt là một xe cẩu rớt hạt lay về. Anh đánh tài trợ xe cẩu luôn á, không kéo xe xuống luôn. Xe cẩu luôn, xe rớt. Công ty quay bán hơn ảnh tài trợ chương trình này. Xe rớt. Nó mà rớt xuống em sẽ nhảy xuống em lùm luôn á anh Nâng nè. Giờ anh mặt giờ.